Kính chào quý vị. Trân trọng mời quý vị nghe một hồi ký ngắn về thủy quân lực chiến. Tiểu đoàn 4. Bình giả ơi, còn nhớ mãi. Tác giả: Mũi xanh Trần Vệ. Trong binh chủng thủy quân lực chiến, khi nói đến các tiểu đoàn, chúng ta thường hình dung một địa danh gắn liền như tiểu đoàn 1 với Hoàng Diệu, rừng sát năm 1955 tiểu đoàn 2 với đầm dơi, tiểu đoàn 3 với ba gia, tiểu đoàn 4 với bình giả. Dạ. Cũng như trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khi nhắc đến binh chủng mũi xanh oai hùng thủy quân lục chiến, thì từ quân đội cho đến dân chúng, ai cũng nghĩ đến chiến thắng quảng trị. Bởi vì ở những địa danh ấy, các đơn vị thủy quân lục chiến đã để lại những chiến tích lừng lẫy. Tuy nhiên, họ cũng gửi lại nơi đó những kỷ niệm anh dũng có, thương đau có, kèm theo những mất mát, không thể nào tránh được khi giao tranh đụng độ giữa lành tên mũi đạn. Cuộc đời binh nghiệp của tôi cũng vậy, gắn liền với hai đơn vị, tiểu đoàn 4 kình Ngư và tiểu đoàn 5 Hắc Long. Ở tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến, tôi từ một thư sinh tốt nghiệp sĩ quan Đà Lạt, bước vào đời lính ở đó, tiểu đoàn 4 như một bà mẹ đã dẫn dắt tôi, hướng dẫn tôi từng bước một, từ trung đội trưởng, đại đội phó, rồi đại đội trưởng với những kinh nghiệm thực tiễn. Sau 8 năm sương gió, tôi rời tiểu đoàn 4 với lòng tự tin của một kẻ trưởng thành, để về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 Hắc Long để hướng dẫn các đại đội đối đầu với địch trong một trận chiến ngày càng khốc liệt, gian nan và nguy hiểm hơn. Đã từng một thời gian ngắn liền với tiểu đoàn 4, nên tôi không thể nào quên được trận chiến bình giả, nơi các chiến sĩ kinh ngư đã phải đổ bao mồ hôi, máu và nước mắt để đem lại chiến thắng vang danh này. Chúng tôi gồm có Võ Thành Kháng, Thiếu Ý Thủ Khoa Khóa 19 Đà Lạt, Nguyễn Văn Hùng, Tự Hùng Râu, Hồ Ngọc Hoàng, Thái Bông, Đỗ Hữu Ái và Trần Vệ là sáu sĩ quan Đà Lạt về trình diện Liên đoàn Thủy Quân Lực Chiến tại Bộ Tư lệnh Lê Thánh Tôn vào một buổi sáng tháng 12 năm 1964. Với dáng điệu lính mới tò te, chúng tôi súng xính trong bộ quân phục kaki vàng, đứng chờ trình diện Trung tá Bùi Thế Lân tham mưu trưởng liên đoàn thủy quân lực chiến. Bước vào phòng tham mưu, võ thành kháng trả bài đúng cơ bản thao diễn Đà Lạt. Hồ nghiêm nghỉ, rồi chào trung tá tham mưu trưởng đất oai phong. Trung tá lên gật gật đầu, có vẻ hài lòng. Sau khi điểm qua từng người, hỏi thăm và dặn dò, ông nói tiếp. Các anh được chuyển về tiểu đoàn 4 hậu cứ đóng ở Vũng Tàu. Nhưng tiểu đoàn thì đang hành quân ở Dĩ An, Biên Hòa. Phòng 4 sẽ có phương tiện đưa thẳng các anh về trình diện bộ chỉ huy tiểu đoàn hành quân. Rời khỏi bộ tư lệnh liên đoàn ở trại Lê Thanh Tôn, chúng tôi đến bộ chỉ huy tiểu đoàn hành quân, thì thấy không khí ở đây có vẻ xôn xao. Thì ra tiểu đoàn đang chuẩn bị để ngày mai chuyển quân. Lúc bây giờ tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Nguyễn Văn Nho, người gầy cao và tiểu đoàn phó là đại úy hoán dáng to lớn mặt đỏ ao y sĩ trưởng là bác sĩ trương ba hân đại đội trưởng đại đội một là trung úy trần ngọc toàn đại đội trưởng đại đội hai là trung úy đỗ hữu tùng đại đội trưởng đại đội ba là thiếu úy trịnh văn huệ đại đội trưởng đại đội bốn là trung úy nguyễn đằng tống Hùng Râu và Võ Thành Kháng về đại đội 2, Hồ Ngọc Hoàng và Đỗ Hữu Ái về đại đội 1, Thái Bông về đại đội 4, và tôi về đại đội 3. Trịnh Văn Huệ là sĩ quan Đà Lạt khóa 17, là khóa đã huấn luyện khóa 19 chúng tôi ở trong trường Võ Bị. Cho nên khi thấy tôi nghiêm chào, ông cười và nói, Thôi được, ở đây khỏi chào với cổ ba ngấn. Sao, đi phép có vui vẻ không? Và sẵn sàng hành quân chưa? Dạ thưa thiếu ý, đi phép được một tháng. Sáng nay trình diện bộ tư lệnh xong là được đưa ngay xuống đây đây. Tiểu đoàn sắp di chuyển vào ngày mai, lệnh cấm trại 100%. Cậu thay quần áo, lấy đồ cần dùng còn tất cả gửi ở hậu trạm đi. Khi nào tiểu đoàn về hậu cứ, hãy lấy. Quay qua một sĩ quan đang ngồi ở bàn bên, có lẽ đang phát lương cho lính. Trịnh Văn Huệ kêu, Ê, lịch có sĩ quan mới về, qua đây tôi giới thiệu này. Tôi bắt tay và được biết Hồ Quang Lịch là sĩ quan khóa 12 Thủ Đức, đang mang cấp bậc thiếu ý. Sau này chúng tôi gắn bó với nhau rất thân thiết, cho nên khi lịch giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Hắc Long, anh cố xin cho tôi về làm tiểu đoàn phó là vì vậy. Lúc đó, có một sĩ quan bước vào huệ giới thiệu với tôi thiếu úy phạm hữu hoàng sơn khóa chín thủ đức là đại đội phó thiếu úy sơn mới đi phép về anh thân mật bắt tay tôi một sĩ quan khác dáng nhỏ nhưng nhanh nhẹn sau khi lãnh lương chạy lại bên sơn nói thiếu Ý đi phép về có qua gì không phạm hữu hoàng sơn cười hề hề quả cái con khỉ mốc, Tao vừa dứt phép, định về Vũng Tàu lấy một mớ đồ. Nhưng bộ tư lệnh không mất cho, bảo phải ra tiểu đoàn hành quân ngay. Cho nên có kịp làm cái gì đâu. Sơn quay qua giới thiệu với tôi. Đây là chuẩn úy Lâm Xuân, trung đội trưởng trung đội 3. Tôi với Lâm Xuân sau này trở thành cặp bài trùng ở đại đội 3 cho đến ngày tôi đi du học Hoa Kỳ năm 1968. Ngày hôm sau, tiểu đoàn ra lệnh, các đại đội sẵn sàng tại chỗ, phát lương khô 5 ngày, đợi xe đến là di chuyển. Hồ Quang Lịch từ bộ chỉ huy tiểu đoàn về, hí hận cầm tờ giấy phép và nói, Tao đi phép đây, mới gặp mày, chưa kịp nhậu một chầu. Thôi, để về đến Bũng tàu, tao sẽ khao mày sao. Được biết Hồ Quang Lịch là một tay nhậu hũ chìm. Anh uống rượu như uống nước lã vậy, chẳng bao giờ say. Tôi cũng có máu rượu trong người, nên về sau anh khoái tôi ở chỗ đó. Đại đội trưởng đi họp ở bộ chỉ huy tiểu đoàn về họp các sĩ quan, đại đội phó và trung đội trưởng để ban lệnh hành quân. Bây giờ tôi mới biết thêm, chuẩn úy Nguyễn Văn Nư, trung đội trưởng trung đội 1 và trung sĩ nhất Thạch Biên xử lý thường vụ trung đội 2. Trịnh Văn Huệ chỉ vào bản đồ và giải thích. Tiểu đoàn mình sẽ di chuyển bằng xe về Phước Tuy, sau đó di chuyển bộ đến Bình Giả, cách bà rịa năm cây số về phía tây. Ở đây biệt động quân đang đụng địch, ta có bổn phận và tiếp ứng cho bạn đó. Sau khi ban lệnh hành quân, đại đội trưởng quay qua hỏi đại đội phó Hoàng Sơn. Đại đội đã sẵn sàng chưa? Cho tôi xem bản quân số nào. Hoàng Sơn tay đưa bản quân số cho Huệ và nói. Dạ thưa thiếu ý xong rồi, A à, còn thiếu ý trần vệ, thiếu ý định uh, cho ra trung đội nào? Ở trong quân đội rất có tôn ti trật tự. Mặc dù cùng một cấp bậc, nhưng chức vụ cao và thâm niên hơn, vẫn nhiều quyền hơn. Lúc đó tôi vì tốt nghiệp trường bỏ bị quốc gia, nên mang cấp bậc thiếu ý thực thụ. Còn Hoàng Sơn vừa từ chuẩn ủy lên, nên còn mang thiếu ý tạm thời do đó đại đội trưởng cũng phân vân trong sự sắp xếp. Dù sao, Thiếu Ý Sơn cũng ở đại đội lâu năm, còn tôi thì mới to te ra trường. Sau một lúc đánh đò, Trịnh Văn Huệ nói, Thôi, anh vệ mới đến đại đội, nên đi theo tôi để tôi hướng dẫn phương thức chiến đấu và chỉ huy. Mới ra trường, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, được theo đại đội trưởng để học hỏi thật là một sự may mắn cho tôi năm người bạn kia của tôi phải ra cầm trung đội ngay lại gặp trận đánh khốc liệt cho nên ai cũng lãnh ngay một thương tích đoàn xe dừng lại ở bộ chỉ huy tiểu khu để tiểu đoàn trưởng và phó vào tham khảo với trung tá tiểu khu trưởng trước khi xuất quân khi thiếu tá nho và đại úy hoán ra khỏi tiểu khu tôi thấy vẻ mặt của họ có vẻ căng thẳng đại úy hoán mặt đỏ ửng nói câu gì đó mà tôi không nghe rõ trong khi thiếu tá nho im lặng đi bên cạnh sau này tôi được biết tình hình địch không đúng như sự đánh giá của phòng hai tiểu khu mà theo báo cáo của biệt động quân thì địch có lẽ đang tập trung đông hơn cho nên đại úy hoán đề nghị với thiếu tá nho nên từ từ để lấy thêm tin tức trong khi lệnh của tiểu khu bắt tiểu đoàn 4 thủy quân độc chiến tăng phái cho tiểu khu Bà Rịa phải vào ngay. Với cương vị tiểu đoàn trưởng, thiếu tá nho không cách nào hơn là tuân lệnh tiếp tục di chuyển đến tuyến xuất phát. Sau khi đổ quân, đoàn xe vừa quay bánh trở về bộ chỉ huy tiểu khu, thì tiểu đoàn 4 thủy quân độc chiến dàn quân vượt tuyến xuất phát. Đây là một đồn điền cao su của Pháp để lại với những hàng cây cao su to lớn, cao vời vợi. Chúng tôi đi dưới mà không thấy ánh mặt trời. Địa thế cách bà rịa năm cây số về phía tây, có hai làng bình giả và xuyên mộc. Giao thông chỉ có một con đường đất đỏ, xuyên thẳng từ bà rịa qua bình giả, xuyên mộc đến Long Thành. Dân chúng ở đây sống bằng canh tác cây cao su, mật độ thưa thớt dân bình giả được quy tụ lại thành ấp chiến lược có hàng rào tre chung quanh kiên cố có canh gác cẩn thận và đặc biệt ở đây có một nhà thờ mà cha xứ đã tổ chức thanh niên thành đội ngũ dân quân nên việt cộng không thể xâm nhập được trong khi đó xuyên mộc ở sâu hơn chưa được bình định việt cộng thường xuyên về tập trung dân để dọa nhẫm bắt đàn ông thanh niên đi dân công địa phương quân thỉnh thoảng có hành quân vào ban ngày, rồi lại rút về, nên Việt Cộng dễ bề thao túng. Với một địa bàn như thế, địch luôn luôn dựa vào xuyên mộc để tấn công bình giả, cho nên dân chúng bình giả luôn luôn ở tư thế sẵn sàng. Tiểu đoàn vượt qua tuyến xuất phát độ hai cây số, thì gặp biệt động quân đang tải thương. Đại đội 1 dẫn đầu được lệnh tiến lên vượt qua cánh biệt động quân để án quân canh phòng phía trước. Đại đội 2 và 3 bảo vệ hai bên hông. Trong khi bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 4 bố trí cho đơn vị biệt động quân tải thương và rút toàn bộ về phía sau. Được biết từ mờ sáng, một đại đội biệt động quân tăng phái đã đụng địch khoảng giữa Bà Rịa và Xuyên Mộc. Hạ được 10 tên tại chỗ và tịch thu một số vũ khí, trong đó có cả đại liên, chứng tỏ địch ở cấp tiểu đoàn, trong khi phòng hai tiểu khu cho hay chỉ chừng một đơn vị nhỏ thường xuất hiện ở xuyên mộc để khuấy phá bình giả. Được thể, đại đội biệt động quân tiến lên để tiêu diệt nốt thì chạm địch dữ dội. Chúng tấn công nhiều đợt cấp tiểu đoàn, cho đó biệt động quân phải dừng quân cầm cự và điện về tiểu khu xin tiếp viện sau khi biệt động quân đã rút hẳn tiểu đoàn cho dàn quân lục soát thêm hai cây số nữa nhưng không thấy gì tình hình có vẻ yên tĩnh trời cũng bắt đầu xế chiều vì rừng cao su nên trời tối rất mau tiểu đoàn trưởng cho tiểu đoàn rút về ấp chiến lược bình giả để đóng quân đêm hàng rào ấp chiến lược bằng cây cao quá đầu người rất kiên cố. Khi chúng tôi đến, dân quân canh gác báo cho ấp và cha xứ để họ cho người đón vào. Chúng tôi phải đi hàng dọc vì các nơi đều gài lựu đạn để chống Việt Cộng xâm nhập. Trời tối, nhưng nhà dân đều tắt đèn hết. Tình hình có vẻ khẩn cấp. Dân chúng đang ở trong tình trạng báo động. Chúng tôi im lặng bố trí. Tiểu đoàn phòng thủ chu vi chung quanh ấp chiến lược. Trong khi chúng tôi đang ăn cơm, thì nghe phía đại đội 1 có tiếng súng nổ. Vì ở chung với đại đội trưởng, nên tôi nghe qua máy truyền tin. Đại đội 1 báo có bóng người thấp thoáng, nên lính gác nổ súng. Tiểu đoàn xin tiểu khu soi sáng phía xuyên mộc, đồng thời xin pháo binh bắn những điểm nghi ngờ. Tiếng chó sủa nổi lên từng nơi, từng lúc. Dân quân bình giả dạ cho hay đêm nào du kích việt cộng cũng đến dò la có lúc đạp nhằm lựu đạn bên ta gài có lẽ ban chiều chúng thấy cánh quân thủy quân lục chiến kéo đến nên trinh sát địch tìm tới dò tình hình hóc binh bắn gần có lúc cành lá cao su văng vào phòng tuyến đóng quân của ta đêm đó tuy có nổ súng nhưng tình hình yên tĩnh Tôi và đại đội trưởng Huệ nằm bên nhau ôn chuyện võ bị Đà Lạt. Nhắc đến những vui buồn ở quân trường, kể tên những em Bùi Thị Xuân, vẫn thường vào câu lạc bộ sinh viên sĩ quan để đón chàng ra phố. Chuyện trò miên man đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ đầu tiên ngoài mặt trận trong đời lính của tôi. Trời tờ mờ sáng, tôi giật mình thức dậy, đã thấy đại đội trưởng nai nịt sẵn sàng anh ngồi xem bản đồ tay cầm ly cà phê anh quay lại tôi cười dễ dãi sao chàng bảo bị đêm qua ngủ ngon không có mờ thấy em nào không vậy tôi bẽn lẽn vì dậy muộn chào thiếu ý có lẽ hôm qua đi bộ hơi mệt nên ngủ ngon quá tình hình có gì không thiếu ý huệ vươn vai đứng dậy đêm qua yên tĩnh thôi có lẽ nó đang dọ dẫm mình. Thôi, ăn sáng đi, độ một tiếng nữa thì tiểu đoàn sẽ xuất phát đó. Đúng 7 giờ sáng, tiểu đoàn di chuyển ra khỏi ấp chiến lược. Đại đội trưởng cho tôi hay, hôm nay đại đội 2 của Trung úy Đỗ Hữu Tùng dẫn đầu. Trước khi di chuyển, tiểu đoàn đã xin tiểu khu yểm trợ. Hai chiếc khu trục của không quân oanh tạc từng đợt phía trước tiếng bom nổ và đại liên từ máy bay làm yên lòng quân ta. Tiểu đoàn di chuyển chậm, đại đội ba đi sau nên chúng tôi thấy toàn bộ phía trước. Rừng cao su rộng bao la với những hàng cây thẳng tắp. Mỗi cây cách nhau 2 mét nên rất khó che giấu, ngụy trang. Di chuyển được gần hai cây số thì đằng trước có tiếng súng nổ. Đại đội 2 báo cáo về. Đứa con đầu phát hiện có bóng địch Tôi đến sát máy truyền tin nghe ngóng. tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đại đội 2 truy kích địch. Trung úy Đỗ Hữu Tùng tuân lệnh cho hai trung đội dàn hàng ngang tiến lên. Tiếng súng đủ loại nổ giòn, có súng địch bắn trả lại. Trung úy Tùng cho hai địch chạy qua chạy lại ở các hàng cây. Lúc ẩn, lúc hiện, rất khó quan sát nên xin tiểu đoàn cho máy bay quan sát và khu trục yểm trợ tiếp. Tôi nghe rõ giọng của thiếu tá nho trong máy. Yên chí! Tango cứ cho bố trí đi! Quan sát! mo sẽ kêu ông già L-19 lên quan sát ngay. Một lát sau có tiếng ù ù đến gần. Chiếc L-19 bay vòng vòng, độ hai vòng. Nó xẹt xuống ném một trái nổ để đánh dấu. Lập tức, hai chiếc khu trục không biết từ đâu ao tới dội bom liên tiếp tiếng đại đội trưởng đại đội 2 la lên trong máy. Đúng rồi, đúng rồi, rất đẹp đại bàng ơi. Ok, mò sẽ cho ông già chơi tiếp. Ngay trước khu trục đánh xong, vừa vòng về, thì có tiếng trực thăng từ xa vọng đến. Tôi nhìn lên bầu trời, thấy chiếc trực thăng đang bay trên đầu địch. Có lúc lượn sát ngọn cây cao su, và rồi chúng tôi không còn nghe tiếng máy bay nữa. Không hiểu nó đã bay về hay đáp xuống đầu đó. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng tiểu đoàn trưởng từ máy truyền tin. Cho tôi gặp thẩm quyền hai. Hưu đại bang có tôi. Ông anh cả báo, con chuồn chuồn đi ăn xương vừa gãy cánh. Khách ta một cây số về phía bắc, anh cho con cái lên bố trí để vớt nó lên ngay. Đại đội trưởng đại đội 2 điều động đơn vị tiến về hướng bắc. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, nhưng ở trong rừng cao su âm u nên tôi tưởng đã về chiều. Những tia nắng chiều chiếu xuyên từng vạt không đủ soi sáng bóng cây tre. Độ nửa tiếng sau, tôi nghe tiếng súng đủ loại nổ rất gắt, chứng tỏ đại đội 2 đang đụng mạnh. Trung Ý Tùng báo cáo trong máy. Thưa đại bang, tôi đã bắt được con chuồn chuồn. Nó bị gãy cánh, mà chuột nhiều quá tôi đang thanh toán chúng đây. Chuồn chuồn đây có nghĩa là trực thăng, còn chuột đây có nghĩa là Việt Cộng đấy. Súng vẫn nổ mạnh, thỉnh thoảng chen vào tiếng âm âm của B-40 địch hoặc phóng lựu của bên ta. Thiếu huệ đến bên tôi bảo thầm. Đại đội 2 bị địch bao vây, có lẽ cả tiểu đoàn, nhưng ông Tùng vững lắm. Một lát sau, ông Huệ là tiếp sau khi theo dõi ở máy truyền tin. Đại đội 2 thu được 3 B40, 5 AK, hạ 7 tên tại chỗ. Tôi cũng đến gần máy truyền tin nghe ngóng. Tiếng Trung úy Tùng la trong máy. Lần này ông nói luôn bằng bạch văn luôn. Trinh đại bang, chuột tràn lên đông quá. Chúng cho dân đi đầu để làm bia đỡ đạn. Con cái tôi chơi xả láng. Thiếu nhỏ cũng là to trong máy truyền tin. Tango cố gắng, tôi sẽ cho gà cô gáy tiếp. Phi pháo lại tiếp tục hiểm trợ. Tiếng súng chợt ngưng hẳn. Có lẽ địch giạt về phía sau ẩn náu chờ dứt bom mới tấn công tiếp. Đại đội 2 lui về phía sau để cho khu trục và pháo binh làm việc. Đồng hồ tay tôi chỉ 2 giờ. Các đại đội được lệnh di chuyển sau khi dứt đợt phi pháo cuối cùng. Tôi đang loay hoay sửa lại thắt lưng đạn, thì Thiếu úy Huệ đến bên tôi nói. Này vệ, thằng Kháng và Hùng Râu chết rồi. Tôi ủa lên một tiếng và đứng chân người nhìn Huệ. Ông lắc đầu không nói thêm gì nữa. Kháng ơi, Hùng ơi, sao tụi mày đi nhanh quá vậy? Không lẽ đời lính là vậy sao? Sau đứa mình hẹn nhau sẽ về hậu cứ là một chầu khao quân. Mà hai đứa mày đã bỏ đi trước rồi à? Tôi đang suy nghĩ miên man. Thì chợt nghe tiếng hô. Di chuyển! Di chuyển! Đại đội 1 của Trung úy Trần Ngọc Toàn và đại đội 3 chúng tôi được lệnh vượt qua bộ chỉ huy tiểu đoàn tiến lên bọc bên trái và bên phải đại đội 2. Tôi nóng lòng vì võ thành kháng và hùng râu nên xin thiếu uy huệ cho đi cùng với trung đội đầu nhưng thiếu uy huệ chậm rãi nói cứ từ từ rồi đại đội cũng lên tới đó cậu sẽ gặp và vuốt mắt chúng nó bộ chỉ huy tiểu đoàn nối theo chúng tôi và đại đội bốn bọc hậu khi lên đến nơi tôi gặp trung úy tùng ông chỉ tay về phía trước bảo tôi hai ông bạn của cậu đó mới trận đầu nhưng chúng nó chơi đẹp lắm tôi bước vội về phía ông tùng chỉ xác kháng và hùng râu nằm co quắp bên chiếc trực thăng gậy cánh cạnh đó là xác hai phi công mỹ võ thành kháng bị một viên ở mang tai và ở ngực còn ngực hùng râu thì lãnh nguyên một tràng tôi vuốt vội mắt cho hai bạn rồi bước theo đại đội lúc đó là ba giờ chiều Bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng vừa ào lên. Các đại đội được lệnh bố trí chung quanh máy bay trực thăng để chuẩn bị tải thương. Bỗng có tiếng súng nổ ở phía trái chúng tôi, tức vị trí đại đội 1 của Trung Úy toàn. Ông toàn báo cáo trong máy, "Địch xuất hiện, dàn hàng ngang đông lắm." Tiếng súng chát chúa nổ rất gần, có lúc xẹt qua phía chúng tôi. Thứ huệ đang nói chuyện trong máy với thứ ta nho thì âm thoại viên đại đội báo cáo trung đội 3 phát hiện có địch. Chưa dứt lời thì tiếng súng đã nổ vang rền phía trung đội 3 của Lâm Xuân. Khoảng 5 phút sau thì tiếng súng nổ khắp nơi, đại đội 1 bên hông trái, đại đội 3 bên hông phải và cả mặt sau đại đội 4 của ông Tống. Như vậy là địch đã tập trung bao vây tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, trong khi chúng tôi vừa mới bố trí, chưa kịp đào hầm hố gì cả. Bên ta cũng như địch, chỉ lấy gốc cao su để che chắn. Cả ba trung đội của đại đội 3 đều khai hỏa. Địch thấp thoáng sau hàng cao su. Ta bắn như bắn bia, nhưng bóng người vẫn lao lên. Tôi nghe có cả tiếng kèn thúc quân và hình như tiếng ngựa hí đâu đây về sau tôi có nghe kể lại có cả tướng việt cộng dương văn nhật em của tướng dương văn minh, minh cầm quân trong trận này như vậy quân số địch lên tới cả trung đoàn và đây là lần đầu tiên chúng tập trung với một số quân đông đảo cho một trận chiến tai tôi như ù đi vì tiếng súng không dứt Trung đội 2 do Thượng sĩ Nhất Kim Tâm chỉ huy báo cáo địch sắp sửa tấn công đợt 2, nên xin tăng cường Đại Liên. Thiếu Y Huệ ngoắc tổ Đại Liên chỉ về phía Trung đội 2 và ông cũng chạy lên theo. Tôi nghe rõ tiếng Kim Tâm la lên. Đại Liên, bắn bắn, bắn, chúng lên đó, bắn. Thế là Đại Liên nổi giòn. Thiếu Y Huệ lăn vào một gốc cao su và chỉ tôi gốc cây bên cạnh. Ông cua tay chỉ cho Kim Tâm bảo con cái tác giả về hướng trái. Có khoảng 10 bóng địch vừa xuất hiện và tác giả về phía chúng tôi. Địch bắn một tràng về phía ông Huệ. Tên đệ tử của tôi vội la lên. Chết! Đại đội trưởng bị thương rồi! Tôi bàng hoàng quay phát về nhìn Thiếu Ý Huệ và thấy ông đang ôm bụng, máu thấm ướt cả áo trận. Tôi phóng bộ về phía ông, vì khoảng cách giữa hai gốc cây khoảng bốn mét thiếu huệ nấc lên rồi thều thào tôi tôi bị thương nặng lắm nếu có gì cậu cùng thằng sơn bảo toàn đại đội địch còn tấn công nữa đó không chịu được cứ rút về hướng này giọng ông đứt quãng đưa tay chỉ hướng cho tôi rồi ngoắc bảo tôi trở về vị trí cũ tôi vừa lăn mình về chỗ cũ thì một tràng trung liên địch nổ giòn vào thiếu ý huệ. Ông bật người lên, rồi ngã xuống chết ngay. Tính mạng tôi cũng ra đi trong gang tấc. Nếu sau khi nhận bản đồ và địa bàn từ tay ông, mà còn nấn ná chưa chịu đi. Hai âm thoại viên mang máy đại đội và tiểu đoàn chạy về phía tôi lắp bắp. Thiếu ý, thiếu ý, đại đội phó Hoàng Sơn, bên cánh trung đội 3 cũng bị thương rồi thế là cả đại đội trưởng lẫn phó cùng bị một lúc tôi ngây người ra trong chốc lát làm sao đây bây giờ xử trí cách nào đây tự nhiên tôi thấy mình tỉnh táo hẳn tôi ra lệnh cho âm thoại viên đại đội bảo các trung đội báo cáo tình hình đồng thời chỉ thị cho âm thoại viên mang máy tiểu đoàn báo cho tiểu đoàn biết đại đội trưởng huệ đã chết trung đội 1 và hai báo cáo có bị thương và chết nhưng số còn lại vẫn bám chặt cầm cự. Riêng trung đội 3 không liên lạc được. Về sau tôi mới rõ là trung đội 3 phòng thủ sát với đại đội 1. Bị tấn công mạnh quá nên đã giạt về phía sau và mất liên lạc sau khi báo cáo đại đội phó bị thương. Chợt trước mắt tôi có bóng người thấp thoáng. Tôi phóng về phía xạ thủ đại liên vỗ vai hắn. Có địch. Bắn về phía kia kìa. Hắn quạt một tràng đại liên giòn tan. Ba bốn tên ngã xuống. Xạ thủ viên quay về phía tôi tuét miệng cười. Ông thầy mới về đại đội hả? Ừ, mới về. Mày bắn khá lắm. Hắn bô bô. Ông thầy chưa nghe tiếng uh, sáu đại liên hả? Từ ngày đầu quân và thủy quân lục chiến, sáu xin thủ cây đại liên. Mỗi lần hành quân, hắn chỉ vác khẩu đại liên và hai dây đạn quanh mình, không mang theo gì nữa. quanh năm chỉ có một bộ đồ. thấy hắn nổ đạn là có người ngã, đánh giặc chì lắm. nghe tiếng súng là nhào tới ngay, cho nên ông huệ rất cưng. tôi la lên, bắn, bắn, bắn nó kia. ông thầy để em. rồi hắn bấm cò. tôi thấy rõ ràng bốn tên ngã xuống cách tuyến chỉ độ ba mét mà thôi. Thấy cấn cái bên hông, tôi quay lại hỏi. Thằng nào đây? Sáu đại liên trả lời. Thằng Minh Rổ đó, nó phủ xạ thủ cho em đấy ông thầy. Nó vừa lãnh hai viên, tội nghiệp, vừa mới lấy con vợ bán hột dịch lộn ở đầu chợ Dũng Tàu được hai tháng đó. Nghe Sáu Đại Liên nói, tự nhiên tôi thấy buồn và nói với nó, đục mẹ thằng Việt Cộng, sau này tao mà cầm quân, tao chơi xả láng luôn. Sáu đại liên ngẩn người rồi lại tét miệng cười. Chà, ông thầy ngon dữ ha. Em xin theo ông thầy đó. Phía đại đội một, súng nổ vang rền lẫn tiếng hô sung phong. Nhưng không rõ của bên nào. Cả phía bộ chỉ huy tiểu đoàn nữa. Vì gần lắm. Thằng mang máy tiểu đoàn ghé vai tôi nói nhỏ. Hình như Trung úy Toàn đại đội trưởng đại đội một cũng vừa bị thương nó. Tôi giật mình không ngờ tình hình căng dữ vậy, các đại đội trưởng đều theo nhau cả. Lát sau tiếng súng thưa dần và im hẳn. Tôi nhìn đồng hồ thấy 8 giờ tối, hàm chiến đấu nên không ngờ thời gian qua quá mau. Bóng đêm đã tràn ngập cánh đường, chỉ thấy lờ mờ nhờ vào bầu trời đầy sao. Tôi cố liên lạc với tiểu đoàn nhưng không được. Tứ bề im lặng, thỉnh thoảng có tiếng rên của một vài người lính bị thương bỗng nhiên máy truyền tin tiểu đoàn có tiếng kêu tôi vội chụp ống lên hợp ai đó đây là đống đa ba đây thẩm quyền đống đa bốn đại bàng non nước du lưu rồi đống đa ba cho kiểm soát con cái rồi trở về mái nhà xưa đêm qua tôi đoán đó là trung úy nguyễn đăng tống đại đội trưởng đại đội bốn cho nên tôi trả lời tuân lệnh và cúp máy Xong rồi tôi lom khom đi theo tuyến để kiểm lính. Vừa được mấy bước thì sáu đại liên chạy lại bên tôi. Ông thầy cho em đi theo nha. Tôi nghĩ trong tình thế này, mình cũng cần một tay súng bên cạnh nên gật đầu. Ừ, mày theo sắt sau lưng tao. Nếu có gì mày nhả đạn ngay nha. Sáu dạ một tiếng, rồi quay lại chỗ mình rỗ chết. Lấy thêm hai dây đạn vắt lên vai và chạy theo tôi. Tôi đếm được khoảng 32 người. Riêng trung đội 3 thì chỉ còn có 5. Đang kiểm kê thì thấy một bóng đen to lớn. Mặt mày đen thui đang nuôi hui bên cạnh. Tôi hỏi người âm thoại viên. Ai đó? Dạ, thằng trung sĩ Mỹ đen. Hồi sáng tiểu đoàn gửi theo mình để lên lấy xác phi công đó ông thầy. Tôi gật đầu nắm tay trung sĩ Mỹ nói. Follow me, ok? Anh ta gật gật nói, ok, ok. Khoe hàm răng trắng toát. Tôi dặn truyền chuẩn bị di chuyển. Trong im lặng rồi tự mình lên dẫn đầu. Sáu đại liên theo sau. Rồi hai thằng mang máy. Anh chàng Mỹ Đen và đoàn lính. Chúng tôi bước nhẹ nhẹ, nghe ngóng và đi dần dần ra khỏi khu rừng. Đi được hơn 50 mét thì tôi nghe một tiếng bịch ở trên trời rồi một trái sáng lóe lên chiếu sáng một góc trời. Tôi hô nằm xuống, cả đoàn dạt qua một bên nằm im lặng. Thấy mình di chuyển khi có ánh sáng rất bất lợi, vì bị địch quan sát dễ dàng. Chúng quạt cho một tràng thì chết cả lũ ngay, cho nên khi trái sáng dứt thì chúng tôi đi. Khi có trái khác bắn lên thì ngừng lại quan sát địa thế để sau đó đi tiếp. Có lẽ tiểu khu đã soi sáng cho chúng tôi di chuyển, nên trái sáng được bắn lên liên tiếp trên bầu trời. Hơn nửa giờ di chuyển, tôi nghe được tiếng lọc cọc bên tay trái và ra hiệu cho đoàn quân dừng lại im lặng nghe ngóng. Có khoảng 10 chiếc xe bò đi lọc cọc lẫn tiếng người nói chuyện lao sao. Về đến Bình Giả thì được dân quân cho hay là Việt Cộng đã dùng xe bò của dân để chuyển rác đồng bọn sau khi đụng với tiểu đoàn bốn thử quân lục chiến. Xóm đại liên dậm mình định quạt vài tràng. Tôi kéo nó lại. Thôi, kệ nó. Mình đang rút quân. Đánh đấm gì bây giờ nữa? Tức quá, em nhịn không được. Muốn chơi một cú luôn. Thôi, ráng đi. Lần khác tao cho mày thả gian. Chúng tôi đi cả giờ đồng hồ mà chưa ra khỏi rừng cao su. Cứ đi một đoạn lại nghe tiếng người lao sao thì đa tội Việt Cộng cũng rút quân và đang di chuyển thương binh. Vì vậy chúng tôi di chuyển rất chậm, có lần suýt đụng địch. Chúng tôi cứ tiếp tục đi độ nửa tiếng nữa thì trái sáng chấm dứt. Trời tối om như mực, tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ 30 khuya rồi. Tôi nghĩ nên để sáng mai đi tiện hơn, vì đêm tối không thể định hướng được và lại nguy hiểm vì địch tứ phía nên tôi quyết định cho dừng quân, gom lại thành một vòng tròn và cứ thế ngả lưng vào gốc cây cho qua đêm. Tôi đang ngồi suy nghĩ thì tên đệ tử khều tôi. Ông thầy uống chút nước nè, có ổ bánh mì đây. Ông thầy ăn đi, kẻo đói. Bây giờ tôi mới nhớ là từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì cả, mà vẫn không đói. Tôi cắn một miếng bánh mì, hớp một hớp nước rồi trả lại cho đệ tử và tiếp tục dòng tư tưởng thằng kháng và hùng chết rồi không rõ mấy thằng ái hoàng và thái bông ra sao đại đội một cũng đụng mạnh lắm hy vọng ái và hoàng không bị gì chúng đã về ấp bình giả chưa và tôi nghĩ đến đời lính của mình đã mở màn bằng một trận đánh thần sầu đêm đầu tiên ngủ bờ ngủ bụi như thế này và cứ như thế tôi ngủ lúc nào không hay cho đến khi có tiếng gọi bên tai thưa thúy trời sáng rồi đó tôi giật mình ngồi dậy dụi mắt trời đã sáng rõ đám lính đang loay hoay sửa soạn ba lô đồng hồ chỉ bảy giờ tôi lấy bản đồ định vị trí đo phương giác từ để định hướng rồi cho đoàn quân di chuyển có hai người lính một trẻ một già chạy lại phía tôi Thưa thiếu ý, em thuộc đại đội 2 lạc qua đây. Đêm qua tụi nó tấn công dữ lắm. Ông Toàn trì thiệt, giấc tụi nó tơi bời luôn. Cuối cùng còn cho xung phong, nên ông bị thương nặng đó thiếu úy Ông Toàn là đàn anh tôi đó. Thôi, cứ theo đây rồi về tiểu đoàn hãng hay. Chúng tôi di chuyển theo hướng nam về ấp Bình Giả. Đang đi thì có tiếng máy bay L-19 quần trên trời chúng tôi phải ẩn nấp sau hàng cây để di chuyển. Vì sợ máy bay tưởng lầm địch thì nguy to. Bỗng tiếng loa từ trên máy bay vọng xuống. Thưa đồng bào, dân quân hai làng Bình Giả và Xuyên Mộc, Việt Cộng đã tập trung hai trung đoàn chủ lực định đánh chiếm ấp chiến lược Bình Giả, nhưng đã bị tiểu đoàn 4 thủy quân lực chiến đánh tan tành. Hiện chúng đang rút từng toán theo hướng Xuyên Mộc và rừng lá xin đồng bào đừng chứa chấp lũ giặc cộng gian ác và quân ta đang trên đường truy kích địch đến trưa thì chúng tôi thấy ấp bình giả trước mặt tất cả đều vui mừng hớn hở về đến đầu làng thì thấy hai bên đường dân làng ra đón họ đem thức ăn xôi gà ra để dọc đường và chạy theo tiếp tế cho chúng tôi sự tiếp đón niềm nở của dân chúng đã làm cho chúng tôi cảm động và quên đi bao mệt nhọc, gian khổ. Sẵn đói bụng, anh em chúng tôi ăn uống rất ngon lành. Vào đến bộ chỉ huy tiểu đoàn, tôi gặp Trung úy Nguyễn Đằng Tống. Ông ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào. Sao? Thiếu úy Huệ chết rồi hả? Tôi im lặng không nói, chỉ gật đầu. Ông biết tôi buồn nên không hỏi nữa. Kéo tôi vào bộ chỉ huy và cho tôi biết qua tình hình của tiểu đoàn sau các đợt tấn công địch đã xâm nhập vào tận bộ chỉ huy tiểu đoàn nên thiếu tá nho đại úy hoán và y sĩ trường đã tử trận theo báo cáo của dân quân thì địch chết và bị thương rất nhiều chúng rút chạy suốt đêm qua trung úy nguyễn đằng tống đại đội trưởng đại đội bốn tạm xử lý tiểu đoàn trưởng tôi hỏi về các bạn của mình thì ông tống cho hay Đỗ Hữu Ái và Hồ Ngọc Hoàng cũng bị thương và đã được chuyển về Vũng Tàu. Chỉ có một mình Thái Bông thì còn nguyên si. Tôi vội quay về đại đội mình để kiểm kê lại vì có lệnh chuẩn bị để vào tải thương các binh sĩ chết và bị thương chưa đem ra được. Đại đội 3 còn 46 người, vừa sĩ quan và binh sĩ một số lính của các đại đội bị tàn mát cũng đang lần hồi về ấp bình giả trình diện. Khoảng 12 giờ trưa thì được lệnh di chuyển vào tàn thương. Chúng tôi có thêm một tiểu đoàn nhảy dù đến yểm trợ. Trên đường đi, tôi gặp Nguyễn Văn Lệ và Nguyễn Văn Thành tự thành râu khóa 19 đang dàn trung đội dù hai bên đường để bảo vệ chúng tôi. Lệ và Thành kéo tôi lại hỏi thăm tình hình bạn bè Tôi cho hay, Kháng và Hùng Râu đã chết, Thái và Hoàng bị thương, chỉ còn Thái Bông và tôi. Sau đó, tôi lại gặp Toán Dù khác, Bùi Dương Thanh và Nguyễn Minh Nhỏ cùng khóa 19, xong đã hỏi thăm ráo riết. Tình đồng đội huynh đệ chị binh là thế. Sau mấy năm ở quân trường, giờ đây mỗi người một ngả cứ hỏi thăm nghe ngóng tin tức của nhau đến 6 giờ chiều thì chúng tôi đưa được thương binh và tử sĩ về ấp Bình Giả để trực thăng đưa đi. Đêm ấy, tiểu đoàn nghỉ đêm tại Bình Giả. Các tiểu đoàn dù trấn đóng bên ngoài. Tình hình rất yên tĩnh vì Việt Cộng đã thấm đòn, không còn khả năng đánh chiếm làng Bình Giả nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi được di chuyển bằng xe về Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hậu cứ của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Đoàn xe vừa về đến cổng tiểu đoàn, thì Hồ Quang Lịch chạy ra la lớn. Thằng vệ đâu? Tao tưởng mày theo ông Huệ rồi chứ? Tôi cười bắt tay Lịch. Số tôi còn lớn lắm, chưa chết đâu ông anh. Lại gặp cả Lâm Xuân ở đây nữa. Ngay từ đầu tôi đã nhận thấy anh chàng này nhanh nhẹn. Thì quả nhiên lâm xuân đã dẫn trung đội giọt về bà rịa và được tiểu khu cấp xe về hậu cứ luôn ngày hôm sau tiểu đoàn họp trước sân cờ để trình diện tiểu đoàn trưởng mới là đại úy nguyễn thành trí tiểu đoàn phó là đại úy nguyễn hữu nhơn và y sĩ trưởng là bác sĩ nguyễn văn thế đại đội ba cũng có đại đội trưởng mới là thiếu úy huỳnh ngọc liên tiểu đoàn được tuyên dương công trạng đã bẻ gãy âm mưu của Việt Cộng trong chiến dịch lấn chiếm bình già. Tôi được thưởng anh Dũng bội tinh với nhành dương liễu. Tôi cũng đề nghị anh Dũng bội tinh với ngôi sao đồng cho sáu đại liên. Trong khi chờ gắn huy chương, đứng cạnh tôi, trong hàng quân, sáu đại liên gọn gàng trong bộ quân phục rằn ri, tay áo sắn cao, tóc tai gọn ghẹ. Nó ghé tai tôi nói thầm. Ông thầy, hồi nãy em đến đây đó, gặp hai con nhỏ bán chè sôi nước ở ngã tư. Tụi nó cứ trố mắt nhìn em rồi hỏi, sao bây giờ em đẹp trai quá vậy? Rồi còn cười với em nữa chứ? Ừ, ta cũng thấy mày ngon lành lắm đó. Thôi, đứa nào mày chọn một đứa đi. Dạ, chưa được đâu ông thầy. Còn đi hành quân, sao lấy vợ được? Để hôm nào em dẫn ông thầy ra ăn chè sôi nước nha, ngon lắm đó. Nó vừa nói vừa đá lâm nghèo nháy mắt với tôi. Nè, chè ngon hay à, hay nó ngon vậy mày? Sáu đại liền tét miệng cười, cả hai ông thầy ơi. Trong phần diễn từ của tên tiểu đoàn trưởng, ông nhắc đến những sĩ quan và binh sĩ đã tử trận vì chính nghĩa quốc gia. Tôi thấy bùi ngùi trong lòng và tự nhủ hai võ sĩ lên đài thì thế nào cũng có trầy môi xích rán, chưa kể người nặng ký, kẻ nhẹ hơn. Trong trận này bên ta chỉ có một tiểu đoàn mà phải chống trả với hai trung đoàn địch và vẫn giữ được ưu thế thì phải biết các chiến sĩ của tiểu đoàn bốn thử có được chiến can trường đến thế nào. Chúng ta đau đớn bị mất đi một số bạn bè chiến hữu, nhưng chúng ta cũng tự hào về tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước của những người đã nằm xuống cũng như đang còn lại. Chúng ta đã làm rạng danh tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến với bình Già. Sau này tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến có lập một đài tử sĩ ở Bà Rịa để ghi công các chiến hữu đàm bỏ mình tại đây. Hôm nay tôi viết bài này cũng có thêm mục đích để tưởng nhớ tới các đơn vị trưởng như Thiếu tá Nguyễn Văn Nho, Đại úy Hoán, bác sĩ trương bá hân thiếu úy trịnh văn huệ các bạn võ thành kháng nguyễn văn hùng và những người đã vĩnh viễn ra đi khác chúng tôi những kẻ còn lại luôn luôn giữ vững ý chí sống còn cho tự do cho dân tộc việt nam và ngày nay dù lưu vong nơi xứ người chúng tôi vẫn là những người lính sẵn sàng hy sinh những ngày còn lại nếu cần mũi xanh trần vệ Cảm ơn quý vị đã nghe